Thưa quý vị và các bạn, nho được xem là cây trồng chủ lực của tỉnh Ninh Thuận. Kể từ khi được du nhập vào tỉnh, cây nho đã gắn bó với nhiều thế hệ nông dân Ninh Thuận. Hiện nay, để tiếp tục duy trì và phát triển nghề trồng nho, người dân trong tỉnh, đặc biệt là những người trẻ, đã có những tư duy mới trong việc tiếp cận và khai thác giá trị của cây nho. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện nông thôn mới. Sản xuất nho giống, đóng hàng đi các tỉnh là công việc thường ngày ở nông trại của anh Nguyễn Ba Tánh, một cử nhân ngành nông nghiệp. Sau 8 năm thành lập, nông trại nho của anh Tánh cung cấp ra thị trường 5 loại giống nho thuần hóa và đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước với số lượng lên đến 100 cây giống một ngày. Bán cũng khá được nên đồng thời là quảng bá cho Ninh Thuận, cái đặc sản Ninh Thuận mình đi các tỉnh luôn, người ta đều biết, cứ nghĩ tới Ninh Thuận là nho. Cũng đam mê gắn bó với cây nho, đôi bạn trẻ Tống Minh Hoàng và Bùi Minh Yến đã thành lập nông trại Hoàng Yến với mong muốn mang những giá trị từ cây nho ở Ninh Thuận đến với thị trường trong và ngoài nước. Từ việc thành công với hai sản phẩm là nho sữa Hàn Quốc và nho Hà Đen, nông trại Hoàng Yến quyết định không mở rộng quy mô sản xuất nho thương phẩm mà hướng đến việc liên kết và chuyển giao giống mới, kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho nhiều nông trại vệ tinh ở trong tỉnh và các tỉnh thành phố phía Nam. Trong tỉnh mình thì mình chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân, thì sau đó thì mình sẽ thu lại những cái sản phẩm đó và mình tạo đầu ra cho bà con để tất cả mọi người đều có nguồn kinh tế ổn định và có một cái giá trị kinh tế mới trong cái nghề làm nho này. Chọn hướng đi là sản xuất nho ăn tươi, anh Nguyễn Đình Trí ở thôn Láng Ngựa, xã Nhân Sơn, huyện Ninh Sơn luôn tìm đến giải pháp tốt nhất để nâng cao thu nhập. Nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các kỹ sư của Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, anh Trí đã mạnh dạn đầu tư 1 hecta sản xuất giống nho ngón tay đen, hay còn gọi là nho NH04102. Đây là giống nho có quả dài, không hạt, chùm to, đẹp, năng suất cao, giá bán trên thị trường từ 150 đến 230 ngàn đồng 1 kg. Chọn giống mới, cạnh tranh cao cũng là hướng đi cho thấy sự nhạy bén với thị trường của nhiều nông dân của tỉnh như anh Trí. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đem cái giống nho NH04102 này đi thử nghiệm sản xuất trong cái điều kiện mà canh tác trong nhà màng có máy che mưa, đánh giá thử khả năng thích ứng như thế nào, thì kết quả cho thấy thì trong thời gian qua thì giống nho NH04102 thích ứng rất là tốt, cho năng suất cao và chất lượng rất tốt, và mẫu mã sản phẩm thì đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Bước đầu thì mình thấy làm thì nó cũng dễ, và mình đã rút kinh nghiệm từ cái vườn nhà màng ở ngồi trước kia, rồi mình mới áp dụng làm thực tế là mình thấy hiệu quả nó cao, rồi mình mới bắt đầu là nhân rộng giống ra mình làm. Bữa nay mình thấy là đạt hiệu quả là cho nền kinh tế rất là cao. Theo Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, diện tích nho của toàn tỉnh hiện nay khoảng hơn 1.200 hectare. Sau nhiều năm thăng trầm với cây nho, người nông dân đã chuyển đổi nhiều hình thức canh tác nho theo hướng mới, áp dụng hàm lượng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là việc mở rộng nhiều đối tượng trồng và nhiều mô hình kinh tế từ cây nho. Sự khác biệt của các mô hình hiện nay và trước kia đó là nông hộ đã áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ công tác giống đến là kỹ thuật canh tác, đến ứng dụng có cái giải pháp công nghệ và là sử dụng thuốc bảo vệ vật, cũng như là trong cái quá trình là sơ chế bảo quản đó, có nghĩa là gần như là người nông dân cũng đã có những cái am hiểu về mặt là kỹ thuật, cũng như là thay đổi được cái tư duy và mạnh dạn ứng dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ninh Thuận được ví như thủ phủ cây nho của cả nước. Sau bao năm thăng trầm với nghề trồng nho, người dân các vùng trồng nho của tỉnh vẫn bám trụ và không ngừng phát triển và tìm hướng đi mới để bảo tồn khai thác giá trị của cây nho nhằm mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.